đường nhanh à. Đó, cho nên chính vì vậy đảm bảo kỹ thuật như vậy. Thứ hai là nó có thể là rất là nhanh, cho nên nó sàng lọc để đối phó những các trận dịch chẳng hạn như là H5N1 rồi là sạc nha, thì chúng ta đối phó được một cách hợp lý để làm sao không đẩy quá nhiều người trong bệnh viện nha. Chúng ta không, nó gọi là screening, sàng lọc ban đầu, chúng ta chỉ chọn ra những người nguy cơ cao liên quan đến sensor, từ đầu chúng ta chọn ra một số người một chút ít thôi, xong rồi sử dụng vật PCR để phát hiện nhanh nhiều nha. Rồi chúng ta giúp cho phương theo dõi điều trị, tức là chúng ta dùng phản ứng kích lượng nha. Rồi chúng ta phát hiện được những các cái bản chất cái con virus đó ở giai đoạn cửa sổ bằng PCR vân vân nha. Và đặc biệt trong HCV thì bây giờ trong năm rất là gần đây thì họ đã ra những cái loại thuốc mà không uống vào trước là trị viêm gan không nha, giảm biến đổi của nó thì nó sẽ có phản ứng, nhưng bây giờ chủ yếu là bây giờ là phục hồi. Cái thứ hai là trước đây thì họ phải nhắm vào genotype 1 thì như thế nào, genotype 6 genotype 2, 3 thì như thế nào, một so với các loại genotype khác. Nhưng mà bây giờ có những loại thuốc mà có thể sử dụng cho bất kỳ loại chứng tích nào nha. Rồi đối với HCV, HPV chẳng hạn, chúng ta phát hiện các bộ phận kháng thuốc, đúng không? Và thậm chí là khi chúng ta làm chỉ định về huyết thanh học, chúng ta và làm về HPELG, đúng không? HPELG là cái mảng cơ để chỉ ra rằng virus đang nhân lên. Tuy nhiên, có những cái bệnh nhân mà virus đang nhân lên nhưng HPELG là trên lặng. Thì trong trường hợp đó, cái virus
điều trị để các bạn theo dõi. Thì tương tự như vậy, tôi áp dụng cho cái trường hợp HB EAG dương tính. Chỉ khác nhau cái gì? Chỉ khác nhau là trên cái HB EAG dương tính này nồng độ virus là phải ranh giới trong đó là 20.000 mg/dL. Còn nếu như nồng độ, nếu trong cái HB EAG âm tính thì nồng độ của nó chỉ còn là 2.000, đó là 10. Thì chúng ta nằm ở đây à.
Việt Nam á, phổ biến là 1, 2 và 6. Việt Nam tăng trưởng lên thôi, 1 và 2. 1, 2 và 6. Thì thời gian điều trị thì trước đây là khi mà chưa có những các thuốc mà mới bây giờ á, thì cái thời gian điều trị trên tinh bột là gấp đôi so với thời gian điều trị đặt trên chúng ta. Và cái tháng từ 1 tháng 1 năm 2019 tức là bệnh nhân được phản ứng như thế là 50%, nên đã có rất là nhiều trong điều trị các sự này. Thế thì khoảng 5 năm trước, cái việc mà xác định chuyên dịch quan trọng như vậy, nhưng mà thế giới nó phát hiện cái chuyên dịch ở cái vùng mà chúng ta vừa nói là vùng 5,7 tất cả nhận diện virus đó. Thế thì Việt Nam của cái nhóm mà thì họ thấy tỷ lệ của trên tuyến 1 là chiếm mất 25/44 là 60/7%, đúng không? Trên tuyến 6 chỉ có 25%, còn lại chỉ chiếm 5,6% là 2%. Thì lúc đó bác sĩ từ trên họ cũng cảm thấy là không có, khi mà họ điều trị cho bệnh nhân là trên tiếp 1 của 48 tuần, đúng không? Trên tiếp 6, 2, 6 chỉ 5 tuần thôi. Thì mình biết có một cái gì đó bị không có đúng. Thì họ xem là cái văn thế giới. Thì mà khi văn thế giới lúc đó là dùng cái vùng TA, thì sau đó họ phát hiện ra trên thế giới là phát hiện là đối với cái vùng, nếu mà chúng ta phát hiện ở cái vùng 5,7 TA là TA thì tức là nhiều cái trên tiếp 1, nhiều cái trên tiếp 6 nó bị đánh vào cái vùng này. Chính vì vậy trên cái vùng này không đặc biệt cho cái việc mà xác định chân tiếp. Và lúc đấy họ nghiên cứu sang, họ nghiên cứu nhiều vùng cụ thể của vùng gen của con virus đó là khoảng 9.000 cặp đôi gì đó, cho nên là họ đang tiếp tục phát hiện và đang tìm cái gì đó. MS5B. MS5B là cái đoạn mà cuối cùng bắt chị Yeah.
đấy là trong phân tích. Như vậy là dùng dùng sinh học từ xác định cái phân tích genetic của đa dạng giá trị trong tiên lượng đối với HPV, đối với HCV giúp cho điều trị nha. Đối với HPV công tiên lượng được là ung thư gan và tóc. Bây giờ đến phần đến Hàn Quốc thì đầu tiên là nói đến cái HPV là chính. Thế thì nó phát hiện khi mà bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả tốt. Thank you.
lần 1 và lần 2 không phát hiện thì điều đó là phải phạt. Nhưng mà lần 1 mà lần 2 phát hiện được kích thước như vậy đó là các kích thước khác nhau thì đó là cái nhận nha. Đó là kiểu để mà chúng ta, nếu chúng ta làm nghiên cứu thì chúng ta cũng nghĩ tới nó hay không sử dụng vào sao rồi. Bây giờ cái 5 thủ vệ di chuyển
cái đồng tiền.
cái trứng mà bổ sung thêm là trứng gì nữa? Đúng rồi.